Các chị em mình ơi, ngoài dưỡng da già, đắp các mặt nạ dưỡng ẩm thì các chị em các không nên bỏ lỡ siêu mặt nạ chăm sóc lỗ chân lông Innisfree Super Volcanic Pore Clay Matte 2x100ml đấy nhé. Thương hiệu Innisfree đã tung ra phiên bản mặt nạ đất sét dành cho da nhờn Innisfree Super Volcanic Pore Clay. Với phiên bản này, Innisfree đã chinh phục được rất nhiều cô gái thích đắp mặt nạ. Liệu nó có thật sự thần thánh? Thương hiệu Innisfree được thành lập vào năm 2000. Đây là thương hiệu mỹ phẩm rất nổi tiếng đến từ Hàn Quốc với rất nhiều sản phẩm thiên nhiên, lành tính như mặt nạ, sữa rửa mặt, serum, kem dưỡng da. Chắc hẳn rất nhiều cô gái đã quá quen thuộc với thương hiệu đình đám này. Mặt nạ Innisfree Super Volcanic Pore Clay Matte là sản phẩm được Innisfree tung ra thị trường khá lâu, nhưng sức nóng của mặt nạ vẫn chưa bao giờ giảm. Trong năm 2018, hãng cũng đã đưa ra một phiên bản mặt nạ mới là Innisfree Super Volcanic Pore Clay Matte 2X nâng cấp từ phiên bản cũ. Với thiết kế bao bì của mặt nạ đất sét cho da nhờn Innisfree Super Volcanic Pore Clay Matte, vô cùng đơn giản với tông màu nâu tạo cảm giác sạch sẽ, lịch sự. Đây cũng là màu thành phần chính của mặt nạ là tro và đất sét. Trên hũ có ghi tên sản phẩm cả bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Nắp đậy cũng rất chắc chắn. Phần vỏ hộp được làm bằng giấy có thể tái chế để bảo vệ môi trường, có màu nâu nhạt. Đây là một điểm cộng rất lớn cho Innisfree. Trên vỏ hộp ghi đầy đủ thông tin về sản phẩm. Nếu mua ở các cửa hàng Innisfree ở Việt Nam sẽ có kèm theo phụ đề tiếng Việt để người dùng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm hơn. Thành phần của mặt nạ đất sét Innisfree Super Volcanic Pore Clay Matte hoàn toàn tự nhiên, lành tính và an toàn cho da như cho núi lửa, giúp làm sáng da, loại bỏ các tế bào chết và cân bằng độ pH cho da. Lớp đất sét làm sạch tận sâu lỗ chân lông, giảm mụn cám và mụn đầu đen. Camellia sinensis lip extract chiết xuất từ trà xanh, citrus sulfin extract chiết xuất từ quả cam, orchid extract chiết xuất từ hoa lan, cung cấp dưỡng chất cho da, chống oxy hóa và kháng khuẩn. Palivine ankerhan chất cồn, có khả năng kháng khuẩn, kiểm soát bã nhờn cho da. Không chứa paraben, mineral oil dầu khoáng và các thành phần từ động vật. Bột óc chó, nâng cao hiệu quả tẩy tế bào chết trên da, giúp da trở nên săn chắc. Thành phần AHA, kích thích sản xuất collagen của da, hỗ trợ làm sáng da. Ngoài ra, sản phẩm còn có các thành phần như water, titanium dioxide, silica, zinc oxide, glycerin, bentonite. Công dụng của mặt nạ đất sét cho da nhờn Innisfree Super Volcanic Pore Clay Matte: hấp thụ bã nhờn và các chất bụi bẩn trên da, loại bỏ các tế bào chết và chất bẩn tận sâu lỗ chân lông, giảm mụn đầu đen và mụn cám, làm mềm da và se khít lỗ chân lông, kiềm dầu cho da rất tốt, giúp làm mát da và sáng da, cung cấp nhiều khoáng chất có lợi cho da. Cách sử dụng mặt nạ đất sét cho da nhờn Innisfree Super Volcanic Pore Clay Matte: tẩy trang và rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt, dùng toner để cân bằng da, xông nóng mặt để lỗ chân lông giãn nở, thoa mặt nạ lên những chỗ cần chăm sóc. Sau khoảng 10 đến 15 phút thì rửa sạch mặt nạ, tiếp tục các bước dưỡng da tiếp theo nếu có. Lưu ý, nên sử dụng 1 đến 2 lần tuần để đạt kết quả tốt nhất. Tránh vùng mắt và môi, không thoa lên vết thương, vùng viêm nhiễm. Đóng chặt nắp sau khi sử dụng, tránh bảo quản nơi có ánh sáng trực tiếp.